Bình thường là các bạn xem mình mukbang á, mình rất là ngại, mình không bao giờ mình liền ăn liền hết một phát, một bát hết luôn. Nhưng mà lần này có lẽ sẽ hết đấy. Few moments later. Biết nói đang hết cái nồi này mà nhiều á. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại Cardinology. Và hôm nay thì các bạn có thể thấy là mình đang trong một bộ dạng khá là tình toàn vào một buổi tối ở nhà mình. Và thực tế là bây giờ đã là khoảng, mình xả hiểu sao mình lại giơ tay lên, mình mặc dù tay mình không có đồng hồ nhưng mà không hiểu tại sao mình giơ tay lên mình xem giờ. Bây giờ nó khoảng là 11 giờ rồi. Và bây giờ thì mình đáng ra là mình không định quay cái video này đâu. Nhưng mà sau cái đợt Giáng sinh vừa rồi thì mình nghỉ khá là dài và mình không có một cái video nào nấu ăn hoành tráng cả. Và đúng vào lúc 11 giờ đêm này thì mình lại cảm thấy rằng là mình khá là đói. Và hôm trước thì mình thấy ở trên mạng có một cái cách nấu mì rất là thú vị. Và mình thì mình đã từng nấu thử một vài lần. Nên là mình quyết định là mình sẽ làm một cái video ăn tối. Và các bạn sẽ, không phải ăn tối mà ăn đêm. Nên là các bạn sẽ cùng ăn đêm với mình. Và cho các bạn thấy rằng là đây thật sự là buổi tối và mình chuẩn bị đi ngủ rồi. Và mình ăn đêm nó như nào này, các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Là mình còn đang mặc quần ngủ cơ. Đáng ra là bình thường là mình đi ngủ thì mình cũng không mặc áo. Nhưng mà nghĩ rằng là ok, quay phim này thì phải lịch sự một tí. Thế là chùm tạm cái áo này vào, ở phía dưới vẫn là quần ngủ. Và bây giờ chúng ta sẽ ăn đêm với mình nha. Ăn đêm với mình thì mình có một cái tủ đồ khô ở đây. Buổi tối nó khá là tiện ở một điểm, đó chính là mình có đèn bên trong. Nên là mình sẽ lấy đồ khô ra. Và các bạn thể thấy là sau cái hôm xếp, sắp xếp đồ khô vừa rồi, nó bừa lại gần như cũ rồi. Và hôm nay thì mình đang chọn một loại mì tối nay để mình ăn. Xem ăn mì nào ngon bây giờ nhỉ. Oh no, oh no. Bình thường tôi ăn hay ăn mì đệ nhất cơ. Nhưng mà có vẻ hôm nay mì đệ nhất hết mất rồi. Siêu thị hôm nay còn gì cho tôi nào? Còn mì Hảo Hảo này, còn phở này, còn mì Hàn Quốc spicy. Mì Hàn Quốc spicy thôi, ăn spicy mệt lắm. Bây giờ ăn đây, ôi còn một gói đệ nhất. Thế trong cái rủi nó lại có cái may. Thế là một gói đệ nhất. Và lấy nồi này, đá một phát. Lấy một chiếc nồi xinh xinh ra nấu mì. Vừa nãy ăn tối xong thì chị Mai đã dọn dẹp khá là sạch sẽ rồi. Nhưng mà bây giờ mình dở trứng ăn mì. Nên là thường là mình sẽ để lại nồi niêu xong chảo đến sáng hôm sau. Chị Mai sẽ được một cái surprise là tại sao mình đi ngủ rồi, sáng hôm sau lại đầy đồ như thế này. Và mình sẽ lấy nước ra để mình luộc mì. À, mình nấu mì theo cách mới các bạn ạ. Nên là nó sẽ không phải là luộc mì mà như này. Ở đây mình nhờ chị Mai để sẵn cho mình 4 quả cà chua. 4 quả cà chua organic này thì mình đã chuẩn bị sẵn 4 quả cà chua này. Và để nấu cái món này ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần đến 4 quả cà chua. Các bạn nghe không nhầm đâu, cần đến 4 quả cà chua các bạn ạ. Và cà chua organic thì mình sẽ cho vào đây để luộc. Đầu tiên là trước khi luộc ấy thì mình sẽ rạch một cái đường. Chưa bao giờ các bạn nghe thấy một món mì mà dùng đến 4 quả cà chua đúng không? Và hôm nay các bạn sẽ được thấy. Cái cách này thì mình cũng học được ở những hội ăn vặt ở trên mạng thôi. Nhưng mà sau khi mình làm lại thì mình thấy là wow, amazing. Ăn rất là ổn luôn các bạn ạ. Đấy, mình cho 4 quả cà chua. Đậy nắp lại, cho lên bếp. Bật lửa to hết mức nha. Thông thường thì ăn mì ấy, nếu mà đổ nước sôi ấy, thì các bạn sẽ mất khoảng 3 phút. Nếu mà nấu theo cái cách mà gọi là mì gói sang chảnh của mình ngày xưa, mình xào thịt bò lên, rồi mình cho xào cà chua, rồi mình cho nước vào, mình cho rau các thứ vào, thì mất khoảng 10 phút. Cái này lâu hơn thế, cái này rơi vào khoảng 15-20 phút gì đấy. Nên tối nay chúng ta có cả một buổi tối với nhau, nên là mình nghĩ rằng là nấu cái món này nó khá là hợp lý. À, và đây, chưa lâu chưa khoe, đây là những cái pot cà phê của mình. Vào buổi sáng ấy, thì mình sẽ sử dụng những cái pot cà phê này để uống cà phê. Nhưng mà thôi, đây không phải là cái video về pot cà phê. Đây là cái video về nấu mì. Và để nấu mì thì ở trong ngăn đông mềm của mình có sẵn một khay thịt bò. Mình thì mình hay thích thịt bò lắm. Đây là cái thịt bò xay. Và thịt bò xay này thì được cái là ở dưới siêu thị của mình ấy, người ta hay bán những cái loại thịt bò mát như này này. Từ hồi mà mình chuyển về chung cư ở ấy, thì cái thói quen tiêu dùng của mình nó rất là khác. Ngày xưa hồi mà mình còn ở nhà phố thì tất cả những cái nguyên liệu mình đi mua, tất cả những cái đồ ăn mình đi mua thì đều là những cái nguyên liệu dạng tươi. Mình mua ở chợ, mình ra chợ xong rồi nhờ cô cắt miếng này miếng kia. Nhưng mà từ hồi mình chuyển về ở chung cư ở dưới chân của mình thì có Vinmart này, có siêu thị Hashtag này, có một cái bio. Và mọi người rất hay nhập những cái đồ ăn mà dạng là đóng gói và bán thành phẩm rất là sạch sẽ. Mua thịt bò xay thì nó như này, mua thịt lợn thì tiếc các thứ, người ta cũng để trong khay và rất là sạch sẽ. Thật sự là từ hồi mình chuyển về chung cư ở ấy,
là cái thói quen mua sắm và tiêu dùng của mình nó khác rất là nhiều. Trước kia ở nhà phố là rất ít khi mình mua được một cái khay thịt bò nó như này, sạch sẽ như này, và người ta còn hút chân không ở bên trong nữa. Đó, các bạn thấy không? Rất là sạch sẽ. Mình mua về mình để trong ngăn đông mềm ở trong tủ lạnh ấy, thì mình để được cái khay thịt bò này ít nhất là khoảng 3 ngày mà không cần cấp đông. Rất là tiện và cũng rất là sạch luôn. Trong lúc đấy thì có vẻ như là cà chua của mình đang sôi, và các bạn luộc một lúc rơi vào khoảng 3 đến 5 phút để cho cà chua nó chín và nó róc vỏ ra nha. Hôm nay thì chúng ta vừa nấu ăn, có lẽ là sẽ có nhiều thời gian tâm sự với nhau một chút. Bởi vì hôm trước thì mình làm cái video Giáng sinh ấy thì mình rất là bận. Và hôm đấy thì mình có hẹn mọi người là tới từ mấy giờ nhỉ? Từ 4 giờ. Và sau đó thì bạn bè mình nói chung là khá là cao su, tới trễ khoảng 7 giờ, 7 giờ hơn thì mọi người mới tới đủ. Thì mình nhận được rất là nhiều comment của các bạn ở trên cái video Giáng sinh lần trước, là mọi người trách bạn bè mình tại sao cao su như thế, tại sao mình không giận. Thì nhân cái video này thì mình cũng giải thích luôn. Thứ nhất là mình không giận, mình hoàn toàn không giận, là bởi vì mình quen rồi các bạn ạ. Nói chung là chơi với một đám bạn nào đó thì bao giờ cũng sẽ quen cái thói quen của mọi người. Thường thì mình hẹn 7 giờ ấy thì mọi người sẽ tới 8-9 giờ. Nên là hôm đấy thì mình biết là mình cần 7 giờ. Nên là mình hẹn 4 giờ thì mình expect là mọi người sẽ đến khoảng 5 giờ, 6 giờ gì đấy lác đác cho tới khi 7 giờ là đông người. Nhưng mà mọi người thì cũng nghĩ rằng là ai cũng sẽ tới lác đác. Nên là tất cả mọi người dồn vào 7 giờ. Và lúc đấy thì mình làm việc mình hơi vội vàng một tí và mình rất là mong mọi người tới. Chứ cũng không có lỗi gì cho mọi người hết, bởi vì là hẹn 4 giờ là một cái giờ rất là bất khả thi. Mọi người cũng khá là khó có thể tới được vì mọi người còn công việc rồi còn các thứ rồi còn linh tinh. Nên là ai mà không tới được ấy thì cũng có nhắn tin cho mình. Nhưng mà mình thì mình vẫn mong là có ai đó đột xuất, nó thích đến sớm, nó đến để giúp mình một tí, hay là xem những cái đoạn đầu mình làm việc như nào. Nhưng mà thôi không sao, làm host của một bữa tiệc ấy là chúng ta sẽ phải luôn luôn kỳ vọng rằng là mọi người sẽ đến vào cuối cùng, và chúng ta sẽ là người chuẩn bị tất cả những cái thứ hay ho nhất để cho mọi người cùng chơi. Bởi vì thực ra mình đã chia sẻ với mọi người khá là nhiều về câu chuyện là cái cuộc sống của mình ở Sài Gòn và cuộc sống tự lập của mình như thế nào. Khi mà mình ở Sài Gòn ấy thì mình sẽ không gần gia đình, gọi là gia đình ruột thịt của mình. Nhưng mà mình rất là muốn có một cái gia đình kiểu là gọi là gia đình hiện đại, ở gọi người ta hay gọi là Modern Family. Bạn nào mà chưa xem cái series Modern Family thì các bạn có thể xem series Modern Family. Thì mình rất muốn có một cái Modern Family với cả bạn bè mình. Nên là mình sẽ ăn thì mình sẽ sinh sống và tất cả mọi người sẽ ở xung quanh mình. Và có vẻ như là tất cả mọi người thì đều là những cặp đôi, những gia đình rất là trẻ. Nên là mọi người thì chưa có nhiều cái gọi là thói quen, gọi là mời người này mời người kia qua nhà, hay là làm tiệc, hay là Tết nhất lễ nghĩa thì sẽ làm những cái bữa tiệc để host, để mời tất cả bạn bè qua. Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ là một trong những người tiên phong để tạo ra cái tiền lệ. Bởi vì thực ra ấy, ví dụ như là bạn bè mình còn rất là độc thân các thứ, thì mọi người sẽ không biết là tạo ra một cái tiệc để mời bạn bè như thế nào. Mình thì được một cái là mình sinh ra trong một gia đình rất là thích tiệc tùng, nên là mình sẽ tận dụng cái lợi thế đấy của mình để tạo ra những bữa tiệc đầu tiên. Sau đó thì bạn bè mình nó có những đứa nó mua nhà rồi, có những đứa nó đang mua nhà và làm nhà, thì mình hy vọng rằng là sang năm mình sẽ được mời sang tiệc của bạn bè mình nhiều hơn. Nay ở trên cái YouTube này mình nói như vậy thì các bạn hãy cổ vũ bạn bè mình sang năm làm tiệc nhiều hơn để mời mình, bởi vì mình đã set example, nghĩa là mình đã làm mẫu rồi. Và mình hy vọng rằng là mình sẽ được mời đến những bữa tiệc khác của bạn bè mình. Ok, tâm sự thế thôi. Còn bây giờ sẽ đến cái phần nấu ăn. Trong lúc mà chờ cà chua nó chín thêm ấy thì mình sẽ trong cái gói mì của mình nó sẽ có 3 gói gia vị như này. Một gói là rau, một gói là nước sốt, một gói là cái gói gia vị này này. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái gói gia vị này ra, mình cho vào thịt bò. Và các bạn biết là thịt bò này muốn ngon hơn nữa sẽ lấy cái gì không? Đợi mình một chút. Mình sẽ mở cái tủ này ra. Ở trong này có một chai giấm tỏi của mình. Chai giấm tỏi ngâm lâu năm. Không phải lâu năm đâu, mới có mấy tuần thôi. Cho khoảng một thìa giấm tỏi vào đây. Và trộn thịt bò với giấm tỏi và với gói gia vị mì. Cái axit ở trong giấm tỏi ấy sẽ làm cho thịt bò mềm hơn. Cái gói gia vị thì sẽ làm cho thịt bò thật là đậm đà. Sau khi mà thịt bò đậm đà như này nó sẽ hơi mặn một tí. Thì lúc mà mình nấu mì ấy, thì mình sẽ cho ngược cái thịt bò này vào nước mì. Và nó sẽ ra cái nước ngọt, và nước mì của mình nó sẽ rất là ngọt. Bởi vì là khi mà mình nấu mì ấy, thì mình sẽ phải tận dụng bằng những cái gói gia vị sẵn của mì. Thì cái độ ngọt thịt ấy, thì nó không có nhiều. Khi mà các bạn ăn mì với thịt ấy, thì mình rất là khuyên các bạn hãy sử dụng gói gia vị mì ướp vào cái thịt bò, thịt lợn hay thịt gà gì đấy của các bạn được. Sau các bạn xào và luộc ngược lại ấy, thì nó sẽ khiến cho cái nước ăn mì của chúng ta nó ngọt hơn. Còn bây giờ có vẻ như là cà chua của mình đã chín. Ui trời ơi,
chín quá trời luôn ấy. Mải nói chuyện các bạn ạ. Sẽ đổ nước sôi vào đây. Để tránh làm hỏng đường ống thì mình sẽ cho một ít nước lạnh vào. Sau đó mình xả vào đây để cho nước nó nguội bớt. Sau đó mình sẽ xả nước sôi đi. Khi mà quả cà chua đã được luộc chín kỹ thì các bạn chỉ cần cấu một cái là cái vỏ của quả cà chua hơi nóng nha. Nó sẽ bong ra. Bây giờ có lẽ là mình sẽ phải xả nước lạnh, nóng quá. Ok. Chúng ta sẽ lột vỏ quả cà chua này ra. Đấy, chỉ cần cấu tay nhẹ một phát là nó sẽ ra, nhưng mà nóng quá. Nóng quá. Sau chát hết nước đi nha. Tại sao chát hết nước mình sẽ nói các bạn sau. Đây, chúng ta được 4 quả cà chua luộc vỏ. Lột vỏ, chứ không phải luộc vỏ. Sau mình sẽ bật bếp lên. Trong gói mì của mình nó còn có một cái gói nước cốt nó ướt như này. Thì lúc này thì mình sẽ bóc cái gói nước cốt ướt này. Nó là dầu ấy, cho thẳng vào đây. Đấy, khi mà các bạn sử dụng cái gói dầu ở trong gói mì mà các bạn phi nó lên một chút thì nó khá là thơm. Mùi nó sẽ thơm như này này. Trong lúc đấy quả cà chua của chúng ta nó đã khá là mềm vì các bạn đã luộc và nước ở bên trong nó rất là nhiều. Nên là mình sẽ dầm quả cà chua ra. Khi mà cái dầu nó vẫn còn này thì chúng ta sẽ cho thịt bò vào. Xào. Đấy, chúng ta sẽ dầm cà chua với thịt bò như này. Trong cái gia vị của gói mì, ở đây thì mình dùng gói mì đệ nhất, nhưng mà mình nghĩ rằng là các bạn có thể sử dụng bất kỳ gói mì nào, nhưng mà nên dùng những cái gói mì mà có cái gia vị nó mạnh mạnh một chút thì nó sẽ hợp với cái cách nấu này hơn. Tiếp đến, để ngon hơn thì mình sẽ cho một quả trứng gà ta của mình vào đây. Đây là cái hộp trứng của mình. Chúng ta đảo trứng lên. Chúng ta sẽ hầm cái này trong một lúc để cho những cái phần cứng của cà chua nó cũng chín luôn. Chúng ta còn một cái gói rau củ thập cẩm này đúng không? Cũng cho vào đây luôn. Ăn đêm mà thế này mà lâu phết đấy các bạn ạ. Thịt bò này trứng rất là ngon. Lúc này các bạn giảm nhỏ lửa xuống nha. Chúng ta sẽ đậy nắp lại cho nó khoảng 2 phút. 2 phút rồi. Đây các bạn nhìn xem. Ở trong này mình không cho thêm một giọt nước nào nhé. Đây là toàn bộ là nước cà chua. Nước cà chua và thịt bò và trứng. Sau khi mà các bạn đã thấy là thịt cà chua nó đã mềm và dạ ra như này thì chúng ta khá là giống mì spaghetti đúng không? Đúng rồi, vì lúc đấy thì mình chỉ có thả cái vắt mì này vào đây thôi. Các bạn sẽ thấy nó hơi đặc, nhưng mà cái mì này nó sẽ như vậy. Trong quá trình mình đun ấy, để cà chua mềm thì có vẻ như cà chua nó hơi bị cạn một tí. Nếu mà các bạn được những cái quả chua mọng nước ấy, thì các bạn sẽ không cần bổ sung thêm nước. Nhưng mà mình thì cái quả cà chua của mình nó hơi bị ấy tí nên là mình cho thêm một chút xíu nước để cho mì dễ mềm hơn. Lúc này mình tắt bếp là vừa. Rồi bây giờ mình dọn dẹp xíu nha các bạn. Đây, đồ bẩn thì cho vào bồn rửa, đồ tủ lạnh thì cho vào tủ lạnh, thịt dư thì cho vào ngăn đông mềm, trứng thì cất ở đây. Chà, bê một cái ghế ăn vào để ngồi ăn. Quên mất còn một thứ nữa, đó chính là nước uống. Lấy một cốc đá. Từ hồi mà có cái ngày xưa ấy, mình không bao giờ mình uống nước đá các bạn. Không bao giờ mình uống nước đá luôn. Vì sao các bạn biết không? Vì tủ lạnh của mình làm đá rất là mất công. Nhưng mà từ hồi mình có một cái tủ lạnh đá lấy đá ngoài này, thì lúc nào mình uống nước đá. Đại khái là bát mì như này, nó sẽ hơi đặc sệt sệt với nước cà chua. Đó. Mùi thì rất là thơm. Thơm mùi cà chua, thơm mùi thịt bò. Và thơm cả cái mùi gói gia vị của gói mì mà mình đã chọn nữa. Và ăn như này. Trời ơi, ngon xuất sắc luôn các bác ạ. Các bác phải thử ăn cái này ngay lập tức. Nếu mà là tín đồ mì gói mà chưa ăn thử quán ấy, kiểu này bao giờ thì rất là phí. Ăn kiểu này, thứ nhất là chúng ta ăn được rất là nhiều cà chua, rất là nhiều trái cây, mà lại còn ngon nữa. Và cái trứng ấy, nó làm cho cái nước nó đậm và ngon hơn. Nếu mà bạn nào thích ăn kiểu canh cà chua trứng, mà canh cà chua trứng kiểu chị Giang ấy, thì các bạn chắc chắn là sẽ không thể nói không với cả cái món mì này. Mà kinh nghiệm của mình nhá, là các bạn nấu xong cái cà chua ấy, các bạn thả cái vắt mì vào thì cái mì này đã là cái mì chiên rồi. Nên là các bạn nên tắt bếp ngay lập tức. Ấy, thì cái mì nó sẽ còn cái độ giòn của nó. Không cần đun phải đun thêm. À, nếu mà các bạn được quả cà chua mọng nước ấy, thì các bạn không cần thêm nước luôn. Mình vừa nãy mình đun hơi bị lâu. Quả cà chua mình chưa chín lắm. Nên mình đun một lúc này nó hơi bị mất nước. Nên mình phải đổ thêm khoảng 1/4 cốc nước của mình vào.
chứ bình thường là không cần đổ thêm nước luôn. À, ngon. Lâu lắm mới ăn mì thẳng từ nồi như này. Giá nhiều thêm ít kim chi, nhà hết kim chi, buồn thế không biết được. Bình thường mình rất ghét ăn cà chua nhé. Nhưng mà cà chua kiểu nấu chín mà bột bột này mình mê lắm. Ăn nó không còn cái vị như là cà chua nữa. Các bạn biết cà chua là một cái quả mà mọi người rất hay kiểu tranh cãi, xem xét nó là rau hay nó là trái cây. Thì rau với trái cây rất là khác nhau đúng không? Ví dụ như những cái quả dưa chuột ấy, mặc dù nó là quả nhưng người ta sẽ không xét nó về trái cây mà nó xét nó về rau. Bởi những cái nước phương Tây như nước Mỹ, khi mà xét một loại thực phẩm là rau hay trái cây nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái thuế đánh trên rau và trái cây nó khác nhau. Mình không nhớ không nhầm nhé, để bạn nào mà biết rõ thì có thể check lại thông tin giúp mình. Đang ăn như này thì ngại để check thông tin lắm, thì không biết là hình như mình nhớ là cái thuế dành cho trái cây nó cao hơn rau. Bởi vì trái cây như là xa xỉ hơn, nên là một loại thực phẩm mà được xếp vào trái cây hay rau ấy thì nó rất là quan trọng đến cái giá bán của nó. Để lấy thêm cái đũa, cái thìa ăn rất dễ. Đấy, ngồi ăn tại bếp tiện thế đấy, cần cái gì lấy luôn, như là cái hộc bàn đi học ngày xưa. Ngon quá. Bình thường là các bạn xem mình mắc băng á, mình rất là ngại, mình không bao giờ mình liền ăn liền hết một phát, một bát hết luôn. Mà lần này có lẽ sẽ hết đấy. Lâu lâu ăn junk food. Junk food là gì các bạn biết không? Là junk food là kiểu đồ ăn kiểu rác ấy, là có nghĩa là những cái đồ ăn mà nhìn thì có vẻ không healthy nhưng mà nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc tích cực. Cái cảm xúc tích cực ở đây là phê, là ngon, là được ăn những cái mình thích. Cái vị của món này thì nó sẽ có cái nền, nó hơi chua chua. Chua ở đây thì đến từ cà chua và từ giấm mà mình ướp ở trong thịt bò. Nhưng mà các bạn đừng có nghĩ rằng là cà chua ăn vào nó sẽ rất chua nha. Nếu các bạn chọn được một quả cà chua chín ý, thì cái vị chủ đạo của quả cà chua nó không phải là vị chua, mà cái vị chủ đạo của cà chua nó sẽ là vị ngọt. Và khi mà các bạn ăn sốt cà chua thì các bạn sẽ thấy cái vị ngọt rất là rõ đúng không? Và nếu mà các bạn chọn được một cái quả cà chua ngon ấy, thì như là mình đang làm cái mì này thì nó rất là bột và nó rất là ngon. Sao mà ngồi ăn không mà toát hết cả mồ hôi. Mẹ mình bảo ấy là số mình lớn lên dễ khổ. Bởi vì ăn uống nhìn khổ. Ăn uống lúc nào cũng kiểu mồ hôi đầm đìa, nhìn rất khổ. Nhưng mà không biết mẹ mình nói đúng hay không, đến bây giờ mình vẫn chưa trải nghiệm được cái chuyện đấy. Thỏ cà chua của mình hôm nay không chín lắm đấy mày. Thông thường ấy mình làm ấy, nó sẽ không có những cái cục như này đâu. Là tất cả sẽ ra thành bột hết. Hôm nay mình đun khoảng 2-3 phút rồi, lửa cao ấy. Mà cái vẫn còn cục như này chứng tỏ cả cà chua hôm nay nó không chín lắm. Đừng nói lan hết cái nồi này mà. Nhiều á. Bốn quả cà chua. Chỗ thịt đấy là 3 lạng. Mình lấy phải một nửa, một lạng rưỡi thịt bò. Cộng một gói mì. Nhiều vậy. Tối nay đã ăn tối rồi. Nhiều đấy. Nhưng mà rất là sướng. Ăn thế thôi. Dừng ở đây đi. Rất là cảm ơn mọi người đã xem một cái video rất là relax của mình vào một buổi tối. Và chúng ta đã có rất là nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Bởi vì thực sự là lâu rồi thì mình cũng không có nói chuyện nhiều với các bạn. Mình rất là thích cái cảm giác mà mình nói chuyện với các bạn thông qua cái camera này. Và mình nghĩ rằng là mình nói chuyện với các bạn thì mình sẽ tìm được nhiều cảm hứng hơn trong cái công việc của mình. Và chúng ta hãy tích cực đối thoại với. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và mọi người hãy gợi ý cho mình những cái video tiếp theo mình có thể làm trong đợt Tết Nguyên Đán sắp tới. Hoặc là trong những cái dịp mà chúng ta giữ như này. Mình yêu các bạn rất là nhiều. Bye bye.